Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những loại khẩu trang giúp phòng chống bụi mịn cũng như là ngăn ngừa các căn bệnh lây lan qua đường hô hấp và đặc biệt đang trong thời điểm nhạy cảm khi mà căn bệnh viêm phổi cấp được gây ra do virus corona ngày một nghiêm trọng hơn thì việc chúng ta phải sử dụng khẩu trang là điều vô cùng quan trọng. Vậy thì với trẻ em thì nên sử dụng những loại khẩu trang như thế nào và đâu là những tiêu chí để đảm bảo một loại khẩu trang đảm bảo chất lượng cũng như bảo vệ tốt sức khỏe. Trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF80 dành cho trẻ em là một trong những loại khẩu trang được rất nhiều người sử dụng hiện nay. Khẩu trang KF80 là một trong những loại khẩu trang được đa số các ông bố bà mẹ sử dụng cho con em bởi với sản phẩm này thì với form dáng thiết kế 3D ôm sát gương mặt cũng như là che kín toàn bộ phần mũi cũng như miệng bảo vệ cho con em chúng ta khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài. Bên cạnh đó thì sản phẩm khẩu trang KF80 này không gây khó thở, không gây mờ kính cho trẻ em khi đeo. Và điều quan trọng, khẩu trang KF80 được làm từ vải không dệt, khi chúng ta sử dụng thì vô cùng thân thiện với da mặt, không gây kích ứng da, không gây hại cho da. Và đâu là những tiêu chí để đảm bảo sản phẩm khẩu trang KF80 này có thể ngăn chặn được các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài cũng như là bảo vệ cho đường hô hấp của con em chúng ta thì Kiều Anh sẽ giải thích rõ hơn. Đầu tiên, khẩu trang KF80 dành cho trẻ em với lớp ngoài có đặc tính chống thấm nước giúp ngăn cản hiệu quả các hạt chất lỏng văng ra từ người bệnh như hắt xì, ho hay thở mạnh. Thứ hai, lớp vải trong cùng tiếp xúc với da mặt, không sơ sợi, xù lông gây khó chịu được thiết kế an toàn với da mặt, sát với da mặt nên tinh khiết, mịn màng. Ngoài ra mặt trong cùng này có tính thấm nước, nhằm hút mồ hôi, tạo sự thoải mái cho trẻ em khi sử dụng. Thứ ba, lớp giữa của khẩu trang KS80 có tác dụng ngăn các hạt dịch văng bắn và lọc được bụi bẩn, vi khuẩn. Đây chính là lớp quyết định chất lượng của khẩu trang KS80, một lớp lọc đúng chuẩn phải để không khí đi qua dễ dàng, tạo sự thoáng khí cho người dùng nhưng lại có kết cấu đủ để lọc được các hạt bụi, vi khuẩn, virus có kích thước cực nhỏ. Vâng, vừa rồi chính là ba tiêu chí mà khẩu trang KF80 dành cho trẻ em là một trong những loại khẩu trang được các ông bố bà mẹ sử dụng cho con em mình. Và đặc biệt, với sản phẩm khẩu trang KF80 dành cho trẻ em như thế này thì các ông bố bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm. Bởi với một sản phẩm khẩu trang như thế này, chúng ta có thể sử dụng được từ 8 cho đến là 10 ngày. Tuy nhiên thì cũng có một vài điểm lưu ý trong quá trình sử dụng sản phẩm khẩu trang KF80 này. Đó chính là sản phẩm khẩu trang này thì sau khi chúng ta sử dụng 8 đến 10 ngày thì nên thay khẩu trang mới chứ không tiếp tục sử dụng. Và quan trọng, đây là một trong những sản phẩm khẩu trang ôm sát khuôn mặt, thế nên các ông bố bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu như các bạn đang muốn mua sản phẩm này thì hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm khẩu trang KF80. Phương thức thứ hai, các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho sản phẩm khẩu trang KF80 dành cho trẻ em. Và hy vọng với những thông tin về khẩu trang mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm khẩu trang đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.